Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 6 tức là ngày hôm nay cho đến 31 tháng 12, ô tô lắp ráp sản xuất trong nước sẽ chính thức được giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 70 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12. Theo đó thì mức lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô remote hoặc semi remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự lắp ráp sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% từ ngày 28 tháng 6. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ trở về mức cũ. Ngay sau đó, Tổng cục Thuế cũng vừa có công điện yêu cầu các chi cục thuế địa phương kịp thời triển khai áp dụng mức thu lệ phí mới theo Nghị định số 70 của Chính phủ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết ngay sau khi có thông tin chính thức từ nhà chức trách hàng không Pakistan, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động ra soát và đình chỉ tổng số 27 phi công có quốc tịch Pakistan đang làm việc tại các hãng hàng không của Việt Nam. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, đây là quyết định mang tính tình huống tạm thời, phục vụ cho công tác xác minh, phòng ngừa nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, chưa có kết luận cuối cùng. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đang tích cực làm việc với nhà chức trách hàng không Pakistan để xác nhận tính hợp pháp cũng như là tính hợp chuẩn bằng lái của các phi công này. Cũng liên quan tới vấn đề này, ngày hôm nay các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco cho biết đã tiến hành kiểm tra và khẳng định không sử dụng phi công nước ngoài mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp chứng chỉ do Pakistan cấp. Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có quyết định đóng cửa một đường cất hạ cánh, một số đường lăn ở sân bay Tân Sơn Nhất để thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó thì đường cất hạ cánh 25R07L, đường lăn E1, NS1, W4, W6 sẽ đóng cửa vào thời gian từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến 14 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cục Hàng không Việt Nam cũng đưa ra phương án đảm bảo hoạt động khai thác trong thời gian đóng cửa đường cất hạ cánh nói trên. Được biết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cải tạo nâng cấp đường băng 25R07L, xây mới 2 đường lăn thoát nhanh, 1 đường lăn song song, xây dựng cải tạo nâng cấp 6 đoạn đường lăn nối, xây các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án là 2015 tỷ đồng.